Hôm nay em thưởng các bác lên xem nào. Hôm qua có cái lô đây, cái lô này vừa về cái lô gen 5. Này gen 5 với gen 6 nhỉ? À gen 6 bác ạ. Gen 6. À, thì tất cả những cái dòng iPad này thì báo cáo các bác là iPad này thì giá thành nó liên quan với cấu hình và đời ra. Đấy, giá thành liên quan cấu hình và đời ra. Nên là tất cả những cái dòng này này các bác có thể, em Tuấn báo giá để các bác có thể tham khảo giá toàn quốc nhé. Tham khảo giá toàn quốc thoải mái cho em. Đấy. Chưa? Tham khảo giá sau đó gọi cho em. Bởi vì em báo giá cho các bác rồi thì các bác có thể đi tham khảo giá xong liên hệ với em. Còn tất cả hàng của bên em lỗi một em cho đổi một, đổi trả. Đấy. Thì đối với lại dòng Gen 6 này. Đây. À, dòng iPad Gen 6, con này con bản 32GB, Wi-Fi 32GB. Thì dòng này là hàng này, hàng em bao zin bao đẹp hết, tất cả màn hình dòng này 9,7 inch, 9,7 inch ạ. Đây. Màu này là màu vàng đồng, vàng đồng, vàng đồng có một cái thôi, nó lệch mất 100.000 thế thôi chứ còn chả có gì, nó cao hơn 100.000, còn tất cả như nhau hết. Mà khi các bác đã dùng ốp vào rồi thì chả nhìn thấy màu vàng đồng đâu bác ạ. Đấy, vàng đồng, ok chưa? Nó lệch, con vàng đồng nó cao hơn 100.000 thôi. À, thì đối với lại Gen 6 thì em như em Tuấn đã báo rồi đây, báo cáo bác là đối với dòng này thì không có cái gì để chê cả. Không có cái gì để chê cả. Anh nhìn này, chất lượng cái hình ảnh con này này, nó quá đẹp luôn. Đẹp xuất sắc cho bác luôn ạ. Đây là do mình giới thiệu ở trong, giới thiệu ở trong trong nhà nên là ánh điện, nó ánh điện ở trên xuống đấy. Nhưng mà giới thiệu như này là mới thực tế các bác ạ. Em bác nhìn cái clip của em giới thiệu, có mấy khi em đang giới thiệu em tu nhằng hoặc là em cắt được, không cắt được. Bởi vì là tất cả khi giới thiệu cắt là họ đã dùng cái thuật toán người ta xử lý rồi, nó không chuẩn. Em quay này thân máy của em đẹp như nào thì về các bác như thế có khi đẹp hơn, bởi vì vào máy quay không suy. Nhưng mà em nhìn thấy nhiều cái video họ quay nó lên cái độ sức rượu của máy này không còn. Đấy, đối với con này thì báo cáo các bác nhé, đây là con gen 6 này. À, gen 6 wifi 32GB. Đây thì em giới thiệu qua cho bác cái thông số về con Gen 6 Wi-Fi 32GB. Đây nha bác nhìn nhé. À, bác cứ vào cái ứng dụng này, bác chỉ cần gõ vào Google này. Đấy, mình làm mình theo thôi đấy nhé. Cho phép micro, ok chưa? iPad Gen 6 Wi-Fi 32GB. Từ từ nhé. À đây, nó phải đăng phải có tài khoản đăng nhập các bác ạ. Từ từ đấy nhé. Yêu cầu đây. Yêu cầu đăng nhập tài khoản. Từ từ. Thôi được rồi, cái đấy thì để sau. Đây em Tuấn sẽ đọc cho bác nó rõ, bởi vì là nhiều lúc mình đọc mình không rõ, thành ra là cuối cùng là cứ bác hỏi chém gió đây. En 32GB Wi-Fi đây. Nhà sản xuất người ta đưa ra đây thì em Tuấn báo luôn cho các bác. Vì đối với lại dòng iPad Gen 6 là tại sao giá thành, em đọc luôn giá thành nhé. Giá con này là 3.999.000. Thì tại sao nó lại có cái giá, có những con Gen 5 thì nó chỉ cầm hơn 2 triệu thôi. Gen 5 rồi Gen 2 rồi Gen 1, Gen 1 thì có hơn 1 triệu các bác ạ. Đấy. Thế. Nhưng mà quan trọng nó ăn nhau ở cái này này. Cái thằng Gen 6 thì đối với những con này thì nó ăn nhau ở cái đời và cái tốc độ. Cấu hình ấy, người ta gọi là cấu hình ấy. Thì con này thì cấu hình màn hình của nó là 9,7 inch rồi, thì tất cả 9,7 inch và còn một cái đời nữa là 10.5 inch to. Màn hình của nó là 1536x2048 pixel. Con này camera sau là 80. Con này là chạy thì khi nhà sản xuất ra nó đã có hiệu điều hành OS 14 rồi. Còn ngoài ra các bác dùng thì nó sẽ cập nhật và vá lỗi. À, tại sao nó có những phiên bản cập nhật và vá lỗi? À, khi các bác sử dụng Wi-Fi nó có thông qua mạng đấy thì cái nhà sản xuất người ta đưa ra là trong một cái thời gian sử dụng này có những cái vấn đề này nó chưa đảm bảo, người ta sẽ cập nhật cái bản update bản khác vào để người ta vá cái lỗi đi. Thế thôi. Được chưa? À, con này đã chạy đến RAM 2GB rồi. Con này chạy RAM 2GB thì quá ok rồi bạn. 2GB thì các bạn thoải mái rồi. À, bộ nhớ 32GB. Thoải mái cho bác bán hàng online giải trí Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, karaoke vân vân. Nói chung là đặc biệt là cái con này màn hình nó nét, nó đẹp chưa, vàng này.
nó đẹp lắm ạ. Nên vào em thử cho bác nhé, thử về cái chất chất liệu chất hình ảnh nhé, thử luôn hẳn 4K cho bác nhé, hẳn 4K luôn này. Đấy, em thử hẳn 4K cho bác luôn này. Đấy, to nhỏ luôn. Tốc độ nhanh lắm, dòng này thì không chê được. Ok chưa? Bỏ quảng cáo đi bác nhé. Quảng cáo này mệt lắm. Đây này. Có nhiều bác là hỏi tại sao nó thế. Cái này cái tình trạng vào YouTube này các bác đừng có nói là cái máy chế độ chậm. Đây bác nhìn nó loát chưa? Đây này. Hôm nay là mạng nó có vấn đề này. Đấy bác nhìn chưa? Đây là mạng có vấn đề chứ không phải do máy. Nếu mà máy nó chậm ấy, là khi bác tắt như này đấy, nó vuốt như này nó dừng, nó không bị treo cơ, nó tắt như này này đấy, nó bị treo chẳng hạn, hay bác tắt như này là không thoát được. Nhưng bây giờ bác vuốt cái máy nó vẫn nhanh như thế này thì không phải là do máy bác nhé. Có nhiều lúc em giới thiệu em vẫn phải để nguyên như thế, không phải dừng làm gì cả, mà khi mình vào mạng máy nó quay như thế, đấy là tức là tốc độ mạng nó có vấn đề. Có nghĩa là cái mạng nhà em nó đang hôm qua em gọi rồi, hôm nay gọi tiếp rồi, gọi 2 hôm nữa không được nữa, không chỉnh được nữa là bắt đầu thay, thông báo là thay mạng. Vì bây giờ hiện tại ở cổng thì mình có 3 nhà mạng mà cung cấp mà. Nhưng tóm lại là không ổn là mình sẽ thay. Thế thôi. Thế giờ mình cứ gọi cho người ta khoảng một vài lần tuần đi, cho người ta khắc phục xử lý đi, không ổn thì thôi. Hôm qua em quay clip dính như thế nhưng mà thôi. Em quay clip trong lúc nó treo em bảo nó treo bị bệnh gì chứ không bao giờ em phải dừng phải cắt cái đoạn đi làm gì, không cắt các bạn, không phải cắt làm gì cả. Cắt thì thành ra rối. Thế này, khi cái máy nó nhanh hay không thì bác chỉ cần vào ứng dụng này, nhìn này. Đấy. Không vào ứng dụng bác mở cái ứng dụng nó ra này đấy. Ông vuốt này. Đấy. Có trễ hay không thì đấy mới gọi là nhanh hay chậm đấy. Còn nó vào là nó trễ nó tắt vẫn nhanh như này thì không phải do máy mà do loát tốc độ mạng chậm. Ok chưa? Con này là có mức giá là 3.999.000. Nếu bác nào vào tới với tầm tiền vừa thì lấy con này là mỹ mãn rồi, vì là con này nó đáp ứng được ok hết, chất lượng âm thanh hình ảnh đều hay, và đặc biệt là những dòng này nó giữ cái jack 3.5 này để nghe nhạc rất là thích luôn. iPad Gen 6 bác nhá, Gen 6 thì không nói rồi, còn Gen 5, có Gen 1, Gen 2. Gen 6 32GB, hàng đẹp, 3.999.000. Bác nào lấy thêm bao da thì thêm cho em 200.000 con bao da. Cái bao da để ốp cho nó. Khi ốp bao da được thì mình đặt xuống đây là nó sẽ tự tựa luôn. Lấy thêm sạc 100K nữa. Thôi, em Tuấn giới thiệu đến đây, hẹn các bác clip sau đi. Bởi vì là iPad thì bên em nhiều lắm, vô vàng, không thiếu. Không thiếu iPad đâu. Thì hơi phát độ vô vàn luôn đấy. Đấy nha các bác nhé. Hẹn các bác clip sau đi. Em chào các bác.